Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cảnh hai con xe cuốc 05 nó về đất nha các bạn. Đây thì chỗ làm của bạn Giang ha. Bạn Giang Sumi màu tổ. Đó, ngồi cái tướng rồi kìa, thấy ghét không? Đó. Mấy anh em mới nghỉ trưa ra làm nha các bạn. Một chiếc SH vô một chiếc F2, Giang chạy chiếc F2 nha. Này có cái dụng này có dồn mấy con cá nằm đâu trong này nè các bạn. Wow, đặt quá xịt lầy luôn rồi. Đất có xịt sình ha. Đất khô ghê thiệt á. Đang đâu đi rồi, đi luôn á. Ừ. Đi mà đẩy cái tới nặng thùng á. Đổ bộ quá nha. Đẩy cái tới nặng thùng á. Đây thì nói chung thì do cái mặt trên nó sình thôi chứ ở dưới thực ra nó cũng đất sét. Do nó trầm thủy lâu á, nó mềm thôi. Hai xe phối hợp về đất vô làm nền nhà nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lòng qua cái hướng bụi tre bên kia để quay cho cả nhà mình xem ha. Chắc là xe bạn Giang bò vào trong bát đất các bạn. Giang lấy dĩ đi vào trong bát đất rồi. Do ở phía trên mặt này, trên đầu này nó có một cái sợi dây điện các bạn, cho nên là xe là múc là phải hơi dơ dơ cái cần ra, như vậy thì nó hơi nặng xe. Nhưng mà chiếc SH này cũng khá là lanh các bạn. Thì sao lấy cạn dưới ta? Chiếc Sumi này làm như bị chờ cái chỏ đâu các bạn. Nó cà giật các bạn. Chờ cái chỏ. Xe làm nước mặn nên nhìn thấy cái chỏ nó nổ quá nha các bạn. Cần bọng gì nổ nha.
Này là cây bồn bồn này các bạn. Đấy, bồn bồn. Bây giờ là cũng ít nữa ha, cũng ít vùng còn bồn bồn lắm. Chỉ có những vùng trọng điểm người ta trồng như là đặc sản của vùng đó là mới còn thôi. Ngày xưa thì bồn bồn nó mọc lan nhiều lắm. Giống như rau mát vậy đó các bạn. Quá trời, cái chiếc SH nó lanh các bạn ơi. Chạy ra nhổ rí rồi, nó lanh nó ốc nổi luôn. Trời đất rồi, muốn tới đích luôn à. Cái này là chắc là lấy vô là tới ngang chỗ đó, anh Giang chơi lại rồi đó. Chắc là lấy đất vô tới chỗ cái đầu xích đang đậu đây là đủ đất rồi các bạn. Tới đầu xích này là đủ đất rồi nè, đủ cái nền rồi. Rồi thấy lên cũng không có cao đó, nó muốn đầy hết rồi. Cái này là người ta chủ yếu là lấy đất kê nền thôi chứ không cần mương nha. Sình rồi các bạn ơi, học cục sình lậu. Ở dưới này còn mấy con cá nữa mà anh em gọng cá ở dưới nhiều quá là biến bắt luôn đó các bạn. Cá lóc bự bự không. Cái này là hai xe nhà các bạn. Tại mùa này cũng ít đất làm quá cho nên là chủ xe mới dồn xe làm để cho tài xế có tiền nha các bạn. Chứ cái này đúng ra một xe làm cũng được. Mà với mà đất mà nó lung lầy rồi này kia thì một xe làm thì nó cũng hơi khó đi đứng tới lui nó ấy quá. Hai xe làm thì nó ngợi hơn, nó ngợi cái đường dời đất á. Đây, bận cả tới ngoài rồi. Quá lúc rồi. Tới mầm luôn. Wow.
Wow, dọn dọn này chừng có cá nè các bạn. Ở đây là cá dữ lắm cá. Cây cối hơi bịch ha. Sình nó sạch chứ vậy. Đấy, ngập ngập tới chân đồ này kia thôi. Sạch sạch nè. Sứ này là sứ bằng, dữ lắm bằng. Đây cặp với cặp với sông Nhu Gia các bạn. Đó, có cá rồi đó. Cá. Con cá lóc. Trắng ngào ngào nè. Căng bẹp đây là nha. Cá lấy cây kiều. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây là cặp với sông Nhu Gia, sát bên chỗ cống Mỹ Phước các bạn. Bây giờ theo sông cái dưới này thì bằng dữ lắm bằng. Sư bằng. Quần ra đó. Quá ngập. Wow. Nữa nhấn bỏ luôn.
nhắn mương luôn các bạn. Cái rìa ngoài cái mương, chỗ bên đó là cái cống, cống nước qua. Này đang thả giật lùi ra luôn đó các bạn. Này, hai xe quánh giỏi lắm, cao tay lắm, là 2 tiếng nữa là xong. Trời sình luôn, kinh khủng sình luôn. Chạy kỹ quá, nắng vài bữa nó nứt cũng vậy thôi. Các bạn ơi, hiện tại thì cái anh chủ đất không có mặt ở đây ha. Thì bây giờ là chưa biết là cái chiều cao này chủ đất đã ưng chưa, cho nên là anh em sẽ tạm ngưng ở đây nha các bạn, tạm ngưng ở đây để mà về khi mà anh chủ đất về mà coi cái chiều cao gì mà chưa chịu thì anh em còn xử lý lại được các bạn. Chứ để mà làm quá rồi ra tuốt ngoài này thì mất công lại bò chuồng chở vào thì nó cực anh em quá. Đấy, cho nên là anh em quyết định là ngưng nha, tạm ngưng lại để chờ chiều để anh chủ đất anh đi làm việc á, thì tới 5 giờ mới tan sở về thì ngày mai anh em mới làm tiếp. Đấy. Bây giờ chắc có lẽ mấy anh em sẽ vào trong để mấy anh em mình giao lưu nhẹ. Đấy, chiếc SH sẽ về 1 tí nữa cũng ngưng luôn rồi. Rồi thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo của Thái Dương TV nha.